Ngày 14 tháng 6, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu 9 cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Trà Vinh năm 2023. Cùng tham gia có đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Lê Minh Đằng, Phó thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các đồng chí thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu 9 cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã đến kiểm tra khu vực tổ chức huấn luyện lực lượng cho diễn tập thực binh A trên địa bàn huyện Tiểu Cần. Đồng thời cũng đến kiểm tra các mặt công tác, tiến độ xây dựng các công trình thuộc khu căn cứ chiến đấu giả định. Cũng trong chiều hôm qua, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp cùng đoàn công tác còn kiểm tra khu vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Trà Vinh. Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của tỉnh, Tư lệnh Quân khu 9 đánh giá cao công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Trà Vinh năm 2023. Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp đề nghị tỉnh tiếp tục lãnh chỉ đạo hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh, trong đó cần khẩn trương điều chỉnh bổ sung một số hạng mục ở khu căn cứ chiến đấu giả định cho phù hợp, đồng thời cần tiếp tục huấn luyện cho các lực lượng luyện tập các phương án thực binh thật nhuần nhuyễn, sát với tình hình thực tế, đảm bảo cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm nay đạt hiệu quả cao.